Lá chung yêu đồ đỏ với Minh Khỏe. Lá chung yêu đồ đỏ với Minh Khỏe. Và Minh Khỏe của chúng ta vẫn đang chống chọi với đối phương. Cú đạp chính xác của Minh Khỏe. Chúng ta kỳ vọng có thể mang được một tấm huy chương tại giải kickboxing châu Á về cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chúng ta vẫn đang dắt đối phương với tỷ số 2-1. Và quay trở lại với sàn đấu thì chúng ta đang được chứng kiến trận đấu giữa võ sĩ Nguyễn Đình Minh Khỏe của đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu tại nội dung low kick trên sàn với đối thủ nước chủ nhà. Minh Khỏe là võ sĩ ở góc đài xanh và võ sĩ của nước chủ nhà là võ sĩ góc đài đỏ. Cú phang ống đầu tiên của võ sĩ nước chủ nhà đã khiến cho Minh Khỏe gục ngã. Liên tục là những cú đấm chính xác. Minh Khỏe vẫn thi đấu rất bình tĩnh. Đối phương phang ngã. Liên tục là những cú đấm của Minh Khỏe. Và lần thứ hai trong đấu này thì Minh Khỏe đã bị đối phương. Những lần nhắc nhở của trọng tài đối với võ sĩ đến từ nước chủ nhà và cả Minh Khỏe nữa. Không được lên gối. Vẫn là những cú phang ống rất nặng của võ sĩ. Đây là nội dung low kick nên những cú phang ống sẽ được ưu tiên. Minh Khỏe cũng là một võ sĩ chơi low kick rất tốt. Anh cũng là nhà vô địch quốc gia. Là những cú đấu đánh chính xác của Nguyễn Đình Minh Khỏe. Vẫn là những tình huống đổi đòn và đích đến của những series đòn vẫn là những tình huống phăng ống của cả hai. Minh Khỏe cũng đang phải chống chọi với một đối thủ đến từ nước chủ nhà thi đấu khá bản lĩnh và mạnh mẽ. Đối thủ nước chủ nhà không ngán trong những đổi đòn với Minh Khỏe. Và Minh Khỏe của chúng ta vẫn đang chống chọi với đối phương. Minh Khỏe rất tích cực và đối phương vẫn rất tích cực đẩy vào. Lại là một tình huống ngã nữa của Minh Khỏe, nhưng không sao, Minh Khỏe sẽ mau chóng trở lại với trận đấu. Sự dồn ép của võ sĩ đến từ nước chủ nhà là rất lớn đối với Nguyễn Đình Minh Khỏe. Các võ sĩ đến từ Campuchia họ có môn võ Kun Khmer, một môn võ cũng có những tình huống phang trụ cũng rất kinh khủng. Và đây là Nguyễn Đình Minh Khỏe. Và đây là võ sĩ đến từ nước chủ nhà Campuchia. Chúng ta hãy cùng chờ xem màn trình diễn của Nguyễn Đình Minh Khỏe. Hiệp thi đấu còn lại. Khi ở hiệp thi đấu đầu tiên, Nguyễn Đình Minh Khỏe cũng đang thi đấu một cách chưa đúng với phong độ của mình. My name 50 kg. Ladies and gentlemen, please welcome the red corner, Ong Srey Pong from Cambodia. Ladies and gentlemen, please welcome the blue corner, Ong Srey Pong Gamonjit from Thailand. Ra quay trở lại với ông đâu. Lại một tình huống đá trụ rất chắc chắn nữa của võ sĩ đến từ nước chủ nhà. Đây sẽ là một bài toán khó cho Minh Khỏe, nhưng bây giờ là những tình huống dồn ép của Nguyễn Đình Minh Khỏe.
đấm rất chắc chắn của Nguyễn Đình Minh Khỏe. Cú đạp chính xác của Minh Khỏe đã khiến cho võ sĩ của đội chủ nhà phải bật ra. Vẫn là những tình huống đổi đòn, cú đá rất chắc chắn của Minh Khỏe vào đầu của đối phương. Sau đó vẫn là những cú lâu kích chắc chắn. Minh Khỏe dần đang lấy lại được thế trận của mình. Anh vẫn đang dồn ép đối phương như cú đấm như vũ bao của Nguyễn Đình Minh Khỏe. Không thể thắng, không thể giành lợi thế trong những tình huống lâu kích thì Minh Khỏe sẽ dồn vào tay đối phương, sẽ đưa đối phương tới những đòn ao. Những cú đấm rất sắc trắng và sắc lẹ của Minh Khỏe và võ sĩ người Cam cũng đang đổi đòn. Ai võ sĩ rất cố gắng trong những tình huống đổi đòn của mình. Những tình huống móc ngang cả hai thể hiện. Trong một thoáng thi đấu thì cả hai đã quên mình đang thi đấu nội dung low kick và hai đang chỉ tập trung cho những tình huống đấu tay nhiều hơn. Và ngay lúc này đấu thứ hai đã kết thúc. Những cái vỗ về của huấn luyện viên đến từ đội tuyển Campuchia để cho gặp trò của mình. Và Minh Khỏe cũng đang được vỗ về bởi những huấn luyện viên của mình. Và hỗ trợ Nguyễn Đình Minh Khỏe là Huỳnh Minh Tuấn, một cái tên cũng được chúng ta kỳ vọng có thể mang được một tấm huy chương tại giải kickboxing châu Á về cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ta sẽ quay trở lại đấu thứ ba, trận đấu giữa Nguyễn Đình Minh Khỏe đối đầu với võ sĩ đội chủ nhà Campuchia. Nguyễn Đình Minh Khỏe cũng đang rất nỗ lực trước một võ sĩ thi đấu rất lì lợm và bản lĩnh của đội chủ nhà. Những cú đấm rất chắc chắn của Nguyễn Đình Minh Khỏe. Minh Khỏe đang cố gắng làm tất cả khi Minh Khỏe biết mình đang không có nhiều lợi thế khi đang thi đấu ngang kèo với một vận động viên nước chủ nhà tại sân nhà của họ. Áp sát của Minh Khỏe, những cú đấm của Nguyễn Đình Minh Khỏe rồi đẹp võ sĩ nước chủ nhà. Sức ép của Minh Khỏe là rất lớn. Vẫn là những tình huống áp sát của Nguyễn Đình Minh Khỏe. Võ sĩ đội chủ nhà Campuchia đang thi di chuyển lùi khá hay trước đà tiến công vào của Nguyễn Đình Minh Khỏe. Minh Khỏe vẫn đang sử dụng cú đấm chắc của mình. Võ sĩ đội chủ nhà thi di chuyển cũng rất khéo trước những nỗ lực dồn ép của Minh Khỏe. Cú đấm chính xác bằng tay sau của Minh Khỏe vào mặt của võ sĩ nước chủ nhà. Vẫn là nỗ lực áp sát của Nguyễn Đình Minh Khỏe. Và bây giờ là sự vùng lên của võ sĩ đến từ Campuchia. Cú đấm rất chính xác của cả hai võ sĩ. Những giây cuối cùng cho trận đấu cuối cùng này vẫn là sức ép của Nguyễn Đình Minh Khỏe lên võ sĩ của nước chủ nhà. Và trận đấu khép lại và chúng ta cùng chờ đợi kết quả của tổ trọng tài.
Một trận đấu rất ngoại mục của Nguyễn Trần, của Minh Quê. Những lời cảm ơn, những lời động viên của cả hai võ sĩ. Một chiến thắng cũng rất xứng đáng cho võ sĩ nước chủ nhà. Xin chúc mừng võ sĩ nước chủ nhà Campuchia.